Khi mà các bạn livestream bán đồ trang sức để có những hình ảnh bắt mắt thì các bạn cần phải có đèn và có kính lọc tạo tia. Đèn ở đây thì các bạn phải dùng các loại đèn hội tụ như thế này nhé. Đây là một trong những cái đèn hội tụ dùng để tạo tia và khi nó phản sáng xuống cái đồ trang sức của các bạn thì kết hợp với cả cái kính lọc star thì nó sẽ tạo nên một cái tia. Ở đây khi các bạn mà sử dụng cái đèn này mà không có kính lọc thật star thì nó sẽ không lên được tia đấy và cái kính lọc này thì khi mà các bạn kẹp vào điện thoại nó sẽ tạo ra một cái tia sáng ở nấp lánh ở trên cái đồ trang sức khoảng cách mà các bạn à, sử dụng cái đèn này thì cách à, cái đồ trang sức của chúng ta tầm khoảng 30 đến 40 cm là đẹp nhất góc chiếu thì các bạn chiếu góc tầm khoảng 45 đến 60 độ nhé so với cả cái đồ trang sức nếu mà các bạn thấy sản phẩm này nó hơi xa thì có thể sử dụng uh, TN2X để cho cái hình ảnh của chúng ta nó rõ nét hơn. Khi livestream thì chúng ta chỉ cần sử dụng một cái kính lọc star này là ok rồi. Nếu như mà các bạn kết hợp với cả kính lọc star 6 và 8 thì nó sẽ ra hình ảnh nó đẹp hơn. Ở đây mình mới sử dụng có một đèn chiếu thôi, còn nếu như mà các bạn khi mà bán đồ trang sức thì các bạn nên dùng thêm vài cái đèn tản sáng nữa để cho ánh sáng nó đầy đủ. Ngoài ra nếu các bạn muốn chụp đồ trang sức rõ nét hơn thì các bạn sử dụng cái len macro 10x nhé. Cái len này thì nó sẽ có cái khoảng nét rất là ngắn. Nên là khi các bạn chụp thì các bạn cần phải đưa nó lại gần với cả kính trong khoảng nét thì chúng ta mới chụp được. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái len macro 10x cho các bạn xem là cái độ rõ nét của nó có cao hơn hay không nhé. Thì khi mà các bạn sử dụng cái Nen Macro này thì chú ý là phải để cho cái camera chính nó ở giữa tâm của cái Nen Macro Và các bạn cũng phải để cho cái vật này nó ở giữa tâm của cái camera nhé Thì nó sẽ không bị uh, quang sai hoặc là méo dạng nhiều Khi các bạn sử dụng quen cái Nen Macro này rồi thì các bạn sẽ biết được cái khoảng lấy nét của nó ở tầm bao nhiêu Và đây là một số hình ảnh mà các bạn chụp được qua Nen Macro này nhé chi tiết của những cái sản phẩm dành cho các bạn bán đồ trang sức này mình sẽ gắn ở góc màn hình bên trái